Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là nói về một trong cái sự kiện đặc biệt là Silver 541. Thì tại sao là mình nói về Silver 541 mà ít khi nói về các Silver đặc biệt hoặc là Silver mới? Thì khi mà ra Silver đặc biệt á, thì nó ra thường là để kích nạp hoặc là cho những người đại gia hoặc là những người mà muốn nhảy Silver, đu top Silver họ chơi. Nhưng mà lần gần đây nhất thì mình làm clip cho Silver đặc biệt là Silver 500. Từ lúc hình như là từ lúc chơi game tới bây giờ luôn á thì mình làm mới Silver 500. Thì hiện tại thì mình làm Silver 541, vì sao mà không phải là mấy Silver khác, ví dụ như 520 hoặc là mấy Silver ngày xưa. Thì đầu tiên là Silver đặc biệt này là nó ra đúng trong thời gian nhạy cảm. Thì nhạy cảm như thế nào thì mình sẽ đi sâu vào clip phân tích. Và clip này là mang tính chất là hướng dẫn, này chỉ hướng dẫn cho một số đối tượng, là ít là đối tượng là gần như là limited luôn, là nạp nhiều và nạp được số tiền lớn và muốn đu top gần như là thống trị của Silver. Không như là mấy anh em nào nông dân, hoặc là mấy anh em không nạp, hoặc là mấy anh em là người xem qua để biết cái mức độ kinh khủng, hoặc là mấy anh em muốn chơi Silver sâu hoặc là muốn đu top Silver sâu thì bắt buộc phải chơi Silver này. Nhưng xin thưa, tại sao mà những anh em chơi Silver sâu thì phải câu Silver này? Tại vì sao? Tại vì nếu mà mấy anh em không muốn bị ăn hành, hoặc là mấy anh em muốn nạp tiền nhiều ở Silver sâu mà khi mà gộp cụm hoặc là quýnh chiến khu thì mấy anh em gặp Silver này mấy anh em sẽ rất là khó khăn. Rồi, ok, đi vào video. Thì đầu tiên là ở phần 1, thì lý do tại sao là Silver này là Silver ra mắt trong thời gian vàng. Thì đầu tiên là ra mắt trong thời gian con skin SR cộng là một trong những con tướng là khỏe nhất trong giai đoạn cuối co, gần như là rất là imba trong giai đoạn cuối co mực và gần như đầu co đi cay. Thì con skin này nó chơi gần như là mỗi co đều được, đi chế độ gánh được PvE, PvP, đánh boss, gần như là mình không nói về khả năng của con skin nữa, tại vì nó quá mạnh. Và tiếp theo nữa là đầu tuần là ngày thứ hai là ngày 7/8 thì là nó ra luôn siêu tuyệt kỹ của con skin, là bạn vừa ăn được con skin mà bạn vừa ăn được con tướng và vừa ăn được siêu tuyệt kỹ. Và sau 7 ngày mới, nếu mà mấy anh em chơi sự kiện và được cấp 30 thì mấy anh em bú đá của Bakuya nữa, mấy anh em nâng cấp lên được. Trong trường hợp mấy anh em quay hơn, mấy anh em ra hai hồn thì mấy anh em đủ đá để mình đắp vô, mấy anh em nâng con skin được quá trình hai luôn đấy. Tiếp tục, cái thứ hai nữa là Silver đặc biệt 514 thì nó ra mắt nhiều sự kiện. Thì nhiều sự kiện thì nó sẽ như sự kiện như thế nào? Nổi bật nhất là ở mục 3 là sự kiện nạp tích lũy, rồi là khuyến mãi. Thì trong cái khuyến mãi này thì mình đã có làm clip là chỉ cần với 50 triệu thì bạn sẽ sở hữu một con skin SR cộng ở Silver đấy. Thì cái sự kiện nạp 50 triệu này thì khi mà mấy anh em đạp, mình nói móc cuối nha, móc 50 triệu thì mấy anh em sẽ nhận được 177 vé đen, thì gần như là mấy anh em nhận điểm danh nữa là gần như 180 vé. Thì mấy anh em đủ vé quay bảo hiểm một con skin, mình nhấn mạnh nha, và ngày mai cũng là ngày cuối luôn, ngày 7/8. Vậy thì có cần nhất thiết là có phải nạp móc 50 triệu hay không? Thì trong đây nó sẽ có nhiều móc là 100 hay là 100 là 1 triệu, 2 ra 1 triệu, 5 triệu, 12 triệu và 25 triệu. Thì nó sẽ có những móc khác nhau để mấy anh em lựa chọn. Để mình nói cái này một chút xíu. Ok, cái này thôi mình đề nghị là để ở cuối mình nói sẽ hay hơn. Rồi, tiếp theo là ở móc 4 là móc VIP nhận thưởng con Giro là móc tiêu nha. Đầu tiên là móc tiêu đạt móc VIP nhận thưởng con Giro là khi mà mấy anh em chơi, mấy anh em là không cần phải quay gan xu nữa. Kiểu gì thì kiểu, khi mà mấy anh em sẽ vô game, mấy anh em tiêu, mấy anh em mua gói vé đen, mấy anh em mua gói quỷ, mấy anh em mua gói vé siêu tuyệt kỹ, thì kiểu nào mấy anh em cũng tiêu đạt được móc con Giro này hết. Khẳng định luôn là coi như gần như là con Giro này mấy anh em tiêu, mấy anh em nạp vô là gần như là cho không, mà ngồi ra con Giro này có siêu tuyệt kỹ luôn. Và coi Giro là gần như là một con rất mạnh, mạnh hơn co đồng đế hoặc là co Bakugan hoặc là những co cơ bản, kể cả co Zombie Man, khi mà mấy anh em chơi trong giai đoạn là ở Silver mới. Rồi, tiếp theo là ở mục 5 là sự kiện tiệc bãi biển. Thì khi mà mấy anh em ra Silver này, mấy anh em đạt đủ cấp độ thì mấy anh em vẫn kịp ngày là bú được sự kiện tiệc bãi biển. Cái này mình coi là không biết là như cái sự kiện tiệc bãi biển này nó có yêu cầu là phải sau 7 ngày hay đạt level 30 hay là không. Tại vì cái này nó kéo dài tới sự kiện tới ngày 14 thì mình không biết là mấy anh em có đu kịp hay không. Thì cái này là mình đưa thông tin lên cho mấy anh em biết, và mấy anh em vô chết lại ở trong phần sự kiện này tiệc bãi biển là nó có yêu cầu là level là 7 ngày, Silver 7 ngày và cấp 30 hay không, hay là nó mở liền luôn. Rồi, tiếp theo là 6 là sự kiện tiệc mừng sinh nhật và hình lễ hội. Riêng hai cái sự kiện con thần lợn này thì mình nắm chắc thông tin là Silver mở sau 7 ngày và cấp 30. Nhưng hai sự kiện này nó kéo dài tới gần 2 ngày cuối tháng, là ngày 26 và ngày 28, gần như là cuối tháng 8 luôn, cho nên là mấy anh em chơi kiểu nào cũng kịp.
gần như là kịp, bây giờ chỉ mới có ngày 8 thôi, gần như sự kiện nó kéo dài một tháng, cho nên là mấy anh em chơi sự kiện là khởi động mừng sinh nhật và sự kiện là tiệc mừng lễ để mấy anh em lấy kịp ba đá là vô tư là đủ rồi. Đấy thì tiếp theo là ở mục 8 thì mấy anh em là sẽ khi mà trong sự kiện tiêu thì mấy anh em sẽ có cái phần gọi là sorry mấy anh em nó bị nhảy, sorry 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 mấy anh em nó bị nhảy. Là ở trong phần quỹ đầu tư thì ngày quỹ đầu tư là ngày mai, chỉ là ngày cuối cùng, ở trên đây mình chụp bức hình là nó có ngày mai nhưng là ngày cuối cùng, thì mấy anh em tiêu 300.000 ở đây thì mấy anh em sẽ lấy được là 15 vé đen và 2.000 kim cương nữa, thì mấy anh em tích trong sự kiện tiêu để lấy con Hero Hero. Rồi tiếp tục là server mới, gần như là server đặc biệt nào cũng có, là sự kiện tiêu hoàn trả vé siêu việt, là một cái thời gian này là cái thời gian cực kỳ nhạy cảm cho mấy anh em, cần rất là nhiều vé đen quay si kinh, vé đen quay flash flash, hoặc là mấy anh em để vé cho quay tăng tốp, hoặc là vé tương lai là quay co đi cây, thì cái việc mà chơi mà vừa được quay quay hòn trả vé đen như thế này thì mấy anh em rất là đỡ cực, khi mà mấy anh em đặc biệt là chơi server mới và trong cái giai đoạn là nước rút của co mực và đầu tiền của co đi cây. Rồi tiếp theo nữa là cái nạp tích lũy mỗi ngày, cái này là nhận vé trang bị vàng và vé tăng sao để cho mấy anh em bơm sức mạnh và bơm tài nguyên, cái này thì nó có đăng trên trang chủ và mình copy về trên trang fanpage. Rồi tiếp tục là ở phần 11 thì là phúc lợi xu kỷ niệm, thì ở trong cái phần phúc lợi xu kỷ niệm này á, là sự kiện này là tiêu nha, tiêu thì mấy anh em khi mà mấy anh em tiêu đủ mốc 50 triệu thì không thể nào trong vòng một ngày, hoặc là ngày một ngày hai, hoặc là trong vòng 7 ngày thì mấy anh em tiêu hết 50 triệu được, thì khi mà mấy anh em tiêu cũng có tầm 2-3 tháng thì mấy anh em có thể nhận được là co bơm nè, đầu tiên là mấy anh em nhận được co bơm nè, mấy anh em nhận được con phu phu ghi LSR nè, mấy anh em nhận được con mực nè, trong tương lai con mực ở trong tương lai mình không biết, này mình nói trong tương lai nha, là mấy server khác nó có, còn server Việt Nam có hay không thì mình chưa biết. Rồi tiếp theo là cái sự kiện tối hóa hoạt động cho server mới thì gần như là kiểu nào server đặc biệt cũng có, là con Tatsumaki V2, thì khi mà mấy anh em chơi sự kiện này thì mấy anh em sẽ nhận được là 6.888 kim cương, là cái này là tổng nha, tổng cái này là mình tính chưa tính những cái móc ở trong móc dưới nữa, là sẽ nhận được hình như là 7.006 70.000 gần hơn 7.000 kim cương tầm đó, hơn 7.000 kim cương và 20 vé siêu tuyệt kỹ và vé đen, và ngồi ra là tài nguyên trang phục và con tướng này trong cái phần này sẽ rất là nhiều. Rồi ở mục thứ 14 là cái mục là nạp đúng mốc nhận quà, thì cái phần này nó sẽ mình nói rất là nhiều và rất là lâu ở trên trang á, thì tại sao là mình nói là mấy anh em nào mà đang chơi server 540 hoặc chơi tương lai server sau thì mấy anh em chỉ có chết là chết ở cái này. Đầu tiên là sự kiện này kéo dài 7 ngày và nó có sẽ có mốc nạp reset theo ngày, là trong đây nó sẽ có ba gói reset theo ngày, mấy anh em lưu ý nha, là nó sẽ có ba gói reset theo ngày, là gói đầu tiên là ở cái gói 7 ngày đúng không, ở cái gói 7 ngày thì mấy anh em sẽ có, thì mấy anh em sẽ tổng được ở trên đây là theo như hình là 7 ngày gói 20k thì mấy anh em sẽ được là 1.400 kim cương và 35 vé cầu thủ, 7 ngày gói 100k thì mấy anh em sẽ được 3.500 kim cương và 35 mảnh vạn năng và 70 vé là quay tiếp tế linh kiện tiếp tế, bú được thêm 10 mảnh, cái này là quay thì mấy anh em quay 70 vé này thì mấy anh em quay thêm 10 vé nữa là mấy anh em sẽ nhận được thêm 10 vé, 10 cái mảnh của con skin, mảnh vàng của con skin. Tiếp theo nữa là 7 ngày gói 200k thì mấy anh em sẽ nhận được 5.600 kim cương, 35 vé cao thủ và 35 vé cao thủ và cái vé tím, cái vé cao thủ là cái vé tím, mình nói vé tím cho nó dễ nha. Rồi tiếp theo nữa là gói 400k là cái đó này là được 6.000 kim cương, 40 vé tím và 25 thẻ tăng sao. Gói 600k thì mấy anh em sẽ được là 6.400 kim cương, 6.400 kim cương và được 80 vé đỏ và bốn cái rương trang bị về, nếu mà mấy anh em nạp đủ là bốn cái rương, mình nói chỉ là nạp tích lũy thôi nha, là mấy sự kiện này nó sẽ liên kết với nhau, khi mà mấy anh em nạp thì nó sẽ tích lũy trong cái sự kiện 50 triệu kia luôn, cho nên là mấy anh em rất là lợi. Rồi tiếp tục là gói 1 triệu thì mấy anh em sẽ nhận được 8.000 kim cương, 40 vé thị tăng sao và 80 vé tăng châu tím, thì ở đây mình có nốt cái mục 1, mục 2, mục 3 là khi mà mấy anh em nạp đủ nha, mình nói nạp đủ hết tất cả các móc trên đây, móc 1, 2, 3 thì mấy anh em gần như, và nạp thêm mấy gói đầu 20k nữa thì gần như mấy anh em nhận vé tím là khoảng cỡ hơn 150 vé, là đủ để lấy móc bảo hiểm một con Gwin và thêm một con bảo hiểm khác nữa. Nhưng mà trong giai đoạn mấy anh em quay bảo hiểm 150 vé kia, 150 vé này thì chắc chắn nó ra ít nhất cũng cỡ từ 2 đến 3 con LSR khác trong vé tím cho mấy anh em. Là mấy anh em được mấy con tướng LSR rất là nhiều. Có thể ra Gwin này, có thể ra Vaximen này, có thể ra nhiều con khác, hoặc là những con mà mấy anh em cần cho tương lai, ví dụ như con DK và con xương rồng hoặc là con năm đầu.
Ngoài ra thì trong cái gói 2M thì mấy anh em nhận được thêm cái 12K kim cương. Thì mấy anh em là nhận thêm 4 mục kinh điển và 120 mảnh vạn năng. Tính thêm mảnh vạn năng nhận từ nguồn khác là mấy anh em gần như là mấy anh em là nhận lên được con si kinh là 5 sao vàng rất là dễ dàng. Lên thẳng được con si kinh 5 sao vàng luôn từ các nguồn sự kiện khác nữa. Tiếp theo là ở cái phần lưu ý thì ở đây là khi mà tổng nạp ở đây là khoảng cỡ 19 triệu 900 thì mình cho 20 triệu đi, thì tính về cái mốc nạp mà tích lũy lần đầu khi mà mấy anh em nạp 20 triệu thì mấy anh em nhận được hoàn trả vé đi. Nên là nạp thôi nha, chưa tính tiêu nha, mình nhấn mạnh cái này là chỉ mới nạp thôi chưa tính tiêu. Rồi tiếp theo nữa là ngồi cái số đó ra thì chúng ta nhận tổng nha, bắt đầu mình tính tài nguyên nè, mình tính sơ thôi nha, là tổng nhận được 42.900 kim cương, là gần 43.000 kim cương, 155 ví tím, 150 ví đỏ và 155 mảnh vạn năng, 65 thẻ tăng sao và 4 cái bịch kinh điển và 70 ví huy hiệu tự chọn và 4 gương trang bị vàng. Gần như có mấy anh em có một con tướng Awaken 2 full 4 ghi vàng và full siêu tuyệt kỹ. Đấy. Rồi tiếp tục là ở trong cái phần 15 là tổng kim cương khi mà mấy anh em nạp đủ 50 triệu. Thì đầu tiên khi mà nạp 50 triệu thì mấy anh em sẽ nhận được 50.000 kim cương là 177 ví đen. Mình làm tròn là 180 ví đen ở sự kiện là ưu đãi Roman gì đó. Tiếp theo nữa là nạp đúng mốc nhận quà là mấy anh em sẽ nhận được 43.000 kim cương. Gói quỷ là được 2.000 kim cương, gói Tatsumaki chính xác là được 7.000 gần 7.000 kim cương đi, 7.006 đó, 7.006 đi đó. Cái gói Katsumaki này là mình không biết, tại vì trong cái hình đó, mình coi cái này là nó còn ở một trên nữa, mình không biết cái tính bao nhiêu, thì mình tính trong cái phần mà ghi ở trên sự kiện gần nhất đó, là mình tính ra nó cũng có tầm 7.000 kim cương, mình tính ra chẳng đi 7.000 kim cương cho nó dễ. Và 30 vé đen, 20 vé kỵ vật và cái kim cương khi mà làm xong nhiệm vụ á, mà nhiệm vụ tân thủ hoặc là mấy anh em làm xong nhiệm vụ đầu server, nếu mà mấy anh em không tiêu nha, thì cái kim cương là nhận được trong nhiệm vụ cơ bản á, là nhiệm vụ Sam một nhiệm vụ Sonic á, thì mấy anh em nhận cũng có tầm 10.000 kim cương. Rồi thì tổng kim cương nha, mà nói tổng kim cương cơ bản nhận được là mấy anh em sẽ nhận được cũng cỡ là tầm 115.000 kim cương cơ bản. Và cái này là chỉ là ước tính thôi, là chưa kể mấy anh em mua gói random với đen nè, mua gói random với đen hoặc là mấy cái gói mà ưu đãi trong cửa hàng thì sẽ được tặng thêm kim cương nữa. Thì tổng kim cương mấy anh em nhận được có thể lên đến 150.000 kim cương. Mình xin nhấn mạnh là 150.000 kim cương. Và tổng với đen không tính được, cái việc vé đen á, thì đủ cho mấy anh em lấy con skin Awaken 2 và cái vé mà lấy con tăng top XR đủ gần như mấy anh em để cho lấy con tăng top XR và kể cả mấy anh em lấy con flash hoặc là co đi đi cây ở đằng sau, dư sức với cái số tiền mà nạp 50 triệu và được những cái phần quà ưu đãi ở trong server mới. Rồi thì ngồi ra là mấy anh em nạp không, nhưng mà nói tính nạp không là mấy anh em gần như là lấy được siêu tuyệt kỹ của con skin, là khi mà thứ hai thứ ba là ra luôn, mấy anh em ôm luôn chọn siêu tuyệt kỹ của con skin luôn đấy. Rồi thì mình nói là khi mà ai mà chơi server 541 á, gần như là vua của các server giai đoạn sau. Top 1, top 2, top 3 là top 1, top 2, tại sao mình nói là vua của mọi server ở giai đoạn sau? Tại vì đầu tiên là tháng sau là tháng nó bị không đẹp. Hoặc là trong ví dụ như là giữa tháng là nó ra con không đẹp. Là không bị kẹt con nào, là nếu ví dụ như bạn lấy trong sinh nhật 2 tuần nữa nó ra trong sự kiện sinh nhật, nó ra server đặc biệt, là cái tháng combat con flash si flash không ngon, là con tướng búp tóc không phải là đam chủ lực mà còn bên anh hùng nữa, nó không có ngon. Tiếp theo nữa là chơi server đặc biệt này là mấy anh em ẩm chọn sự kiện sinh nhật. Tại vì sao? 7 ngày mấy anh em cày lên và tối thiểu cấp 30 mấy anh em kịp để ăn chọn sự kiện sinh nhật. Tiếp theo nữa là cái sự kiện sinh nhật đó, nó bơm cho mấy anh em rất rất nhiều tài nguyên, sự kiện cho bơm cho mấy anh em rất nhiều tài nguyên. Ngồi ra khi mà mấy anh em chơi server 541, mấy anh em sẽ bán hành cực mạnh cho những server ví dụ như gần đây nhất 439 đau lộn 539 540 và tương lai là 542 543 544 545 và các server về sau. Rồi cái mà tiếp theo nữa là cái này mấy bạn nhớ nha, cái này là nạp thôi nha, chưa tính tiêu nha, cái đó là chỉ là một góc tiêu thôi, tiêu chỉ có một góc thôi, chưa được 1/2 trong số đó. Là mấy anh em nạp một lần dùng gần như là hết năm. Bây giờ tháng 8 rồi, mấy anh em tiêu từ từ thôi cũng được, tiêu từ từ cũng được, tiêu tháng 9, tháng 10. Mấy anh em không phải là đu top well nha, đu thì kiểu well thì cái số tiền nó không đủ nâng. Nếu mà người chơi bình thường nạp phát tiêu từ từ 50 triệu, tiêu từ đây tới cuối năm dư sức để lấy đủ tất cả cái con ở Awaken mật 2 giai đoạn sau. Mua gói random, mua chơi sự kiện đầy đủ là tha hồ vô tư, chơi tới co đi cây và một cách thoải mái ung dung.
Tiếp theo nữa là đang trong giai đoạn cuối co bạn, đang trong giai đoạn cuối co là như mình nói là cái này liên kết tới những cái sau, là những con tướng cuối co thường rất là mạnh. Và một trong những con tướng cực kỳ để một trong những con tướng mà người chơi gần như ai cũng phải trải nghiệm là con Shikin và con Tăng Thớt. Đấy, cũng giống như ngày xưa là Kabuto với chạy. Đấy, gần như ai cũng phải trải nghiệm ít nhất một trong hai con. Rồi, tiếp theo nữa là cái 50 cái khi mà cái số tiền này mình nói là 50 triệu, nhưng mà mấy anh em nạp nhiều nguồn ở ngoài, ví dụ như nạp chiếc khấu nè, nạp Zalo Pay này, thì nó giảm có tầm 47 triệu đến 48 triệu thôi. Thì cái việc mà mấy anh em nạp một lần và xài lâu dài như thế này so với mấy anh em nạp nhắc ở cái server khác, thì khi mà mấy gộp cộng server này thì cái server 4541 này thực sự là server dành ra để cho quái vật chơi. Nếu mà ngày thứ hai mấy anh em, tôi sẽ phát cái clip này vào ngày đầu tuần, ngày thứ hai vào lúc 10 giờ sáng, thì khi mà mấy anh em coi được clip này, mấy anh em đưa ra quyết định là nên nạp một cục, thì cái clip này hướng dẫn sinh ra là để cho mấy anh em gần như là cực kỳ đại gia thì mấy anh em mới đủ được. Còn mà mấy anh em chơi mà đại gia tầm trung thì mấy anh em cần phải đắn đo và suy nghĩ có nên nạp một cục hay là không, hay là nạp lắc nhắc tiêu từ từ. Tại vì qua ngày 7 là ngày 8 rồi, cái sự kiện tích lũy hoặc là sự kiện, những sự kiện khác nó hết mất rồi, nó không còn nữa, thì mấy anh em nạp nó chỉ ở mức tầm yếu hơn một chút so với những người nạp ở đầu tuần thứ hai. Đấy, nói ra để mình nói ở cuối video này, mình làm video này không phải là để cho kích nạp. Mấy anh em đừng có nhắn tin hỏi anh ơi anh có phải là cộng tác viên hay là không, hay là anh kích nạp cho người nạp anh hướng dẫn gì đó bị đi sai hướng, anh làm cho nông dân thế này thế kia. Xin thưa các bạn biết không, có những người, người ta đi làm, người ta tài giỏi, người ta đi làm kiếm rất là nhiều tiền, người ta chơi game với mục đích giải trí, người ta không có thời gian tìm hiểu về game. Khi mà người ta tiêu tiền, người ta đốt rất là nhiều tiền mua game, nhưng mà người ta bị ví dụ như là bị mấy anh em trong hội suối, hoặc là bị lừa đảo hay bị scam gì nữa. Khi mà gặp tôi á, tôi rất tiếc những cái trường hợp đó, vì chúng ta mất đi một người, mất đi một đại gia bơm tiền cho server, mất đi một người chơi tâm huyết và người ta chơi game với mục đích giải trí và người ta đam mê với game. Thì tôi làm clip này để hướng dẫn cho mấy anh em nào hoặc là người chơi nào mà muốn đua top có tài nguyên nhiều, mà khi mà nạp để người ta đi đúng hướng, người ta duy trì, người ta bơm tiền vào server, người ta duy trì cái hoạt động trong game để cho mấy anh em duy trì con game này chơi lâu hơn, để cho mấy anh em nông dân chơi game được lâu hơn, và những người đầu tư thời gian, tiền của, công sức vào game này chơi game được lâu dài và ổn định hơn. Đấy, có những cái trường hợp mà nạp vô game rất là nhiều, nhưng thứ nhất bị mất ạc là một nè, bị scam là hai nè, bị lừa đảo là ba nè, rồi nạp tiền bị suối người này người kia suối tiêu, nó bị sai, mấy anh em không có định hướng được. Tại vì khi mà mấy anh em nạp số tiền lớn rất là nhiều, mấy anh em không biết nạp như sao. Ví dụ như nạp một phát 50 cũng đâu có đúng, nạp một phát 20, 2 triệu hay 10 triệu nạp đâu có đúng, phải nạp từng bước. Ví dụ nạp là phải hàng ngày nạp đều 7 ngày, ai nhắc cho mấy anh em, không ai nhắc hết. Nạp đều 7 ngày, nạp gói 20, nạp gói 200, nạp gói 100. Rồi cái gói kia nó chỉ là nạp được bao nhiêu lần, nó chỉ tối đa 5 lần. Rồi cái gói 1 triệu nó chỉ nạp bao nhiêu, là cái này mấy anh em chơi. Hầu như khi mà người ta nạp, người ta chỉ nạp một mạch vô, đúng không? Thường mấy anh em đại gia, mấy anh em nạp một mạch vô, mấy anh em cần thiếu 10 triệu nạp 10 triệu, thiếu 20 triệu nạp 20 triệu. Mấy anh em không để ý mấy cái này. Nhưng mà mấy cái này nó sẽ giúp cho mấy anh em cải thiện được cái vấn đề là lực chiến trong server, và cải thiện được mấy anh em, tôi cũng phải là cải thiện mà là tối ưu hóa cái số tiền mấy anh em nạp. Khi mà mấy anh em nạp, mấy anh em tối ưu hóa được cái số tiền đó, mấy anh em cảm thấy ok, cái số tiền mình bỏ ra xứng đáng, và cái việc mình trải nghiệm game á thực sự là nó hoàn thiện hơn so với cái việc mà mấy anh em chơi kiểu như nạp thí nạp đại không cần suy nghĩ, nghe người này nói con này mạnh, cái này nên mua, cái kia nên mua, mấy anh em chỉ mua thôi. Đấy, rồi ok, thì cái này là cảm ơn mấy anh em nào mà coi clip này và thực sự muốn đầu tư vô server 4541 này. Và tương lai thì nếu mà có cơ hội thì mình mong một cái đại gia nào đó mà nạp 50 củ trong clip này và đứng top server của server này. Tại vì server này là một trong những server rất là đặc biệt, ra đúng ngay thời gian của Shikin và trong tháng chủ sự kiện sinh nhật, thì mình không biết server này thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Ngồi ra để mình nói thêm nha, ở trên live mình có nói rồi, mấy bạn bỏ đi cái tư duy là server đặc biệt chỉ dành cho người nạp, người nông dân không chơi được, hoặc người chơi nạp tầm trung không chơi được. Mình hỏi mấy bạn nha, nãy trên live mình có chia sẻ rồi, bạn nạp bây giờ cho bạn người nạp tầm trung đi, mình nói không nói nông dân, bạn là người nạp tầm trung đi, bạn nạp 2 triệu, bạn nạp server thường nó cũng chỉ là 2 triệu, bạn nhận được bao nhiêu đó tài nguyên, bạn nhận được bao nhiêu đó kim cương. Nhưng bạn nạp 2 triệu đó mà bạn chi trong server đặc biệt, bạn nạp đủ 7 ngày gói 20k, 7 ngày gói 100k, 7 ngày gói 200k, đúng không? Thì đó là một sự khác biệt
khác biệt cực lớn luôn khi mà mấy anh em chơi nạp ở server thường và server đặc biệt. Cái này mình đã nói ở trên đầu video rồi, nên nãy mình để lúc nãy mình đã lên đầu video luôn, nhưng mà mình để cuối, cho nên là mình bỏ đi cái tư tưởng là server đặc biệt chỉ cho mấy anh em đại gia hoặc là cho mấy anh em nạp cực kỳ nhiều. Chơi game đúng là lúc nào cũng phải là hướng lên, nhưng mà đừng có kiểu so sánh ông này ông đại gia quá, ông nạp nhiều quá mình quýnh không lại. Ủa cái việc gì mình phải đua với người ta? Mình chơi trong game là để mình lấy con tướng đó, mình trải nghiệm game, mình không quýnh được người này thì mình quýnh người khác, mình quýnh không lại trong server thì mình đi quýnh ở ngoài server, mình quýnh chiến khu, mình ăn, mình hành những người xung quanh trong server, đúng không? Cũng cùng một số tiền đó mình đi nạp trong server này, mà các bạn thử nghĩ các bạn nạp ở server ngoài thì nó sẽ sao, thì nó sẽ ra sao, đúng không? Nhưng mà để nói gì thích nạp 2 triệu ở server thường so với nạp 2 triệu ở server ngoài làm sao, để đừng như cái trường hợp mà như em mình ngồi mình kêu nó ráng chờ server đặc biệt đi, xong rồi đi nạp server 540, bây giờ ra server đặc biệt xong bán gà. Tại vì bây giờ chơi sao lại server đặc biệt được, server đặc biệt người ta chỉ có bỏ chừng 5 triệu thôi, người ta lấy con skin không là đã ăn hành chết rồi, nói chi mà người ta nạp nhiều. Mà cỡ mà mấy đại gia mà cũng cỡ tầm 20 triệu thì quá dễ dàng, du học sinh cái việc mà 10 triệu hay 20 triệu thì nó quá dễ dàng, vậy cái việc 50 triệu thì nó hơi khó khăn thôi. Đấy, cho nên là mình nói là cái việc cái server 541 này, thường mấy server đặc biệt khác ra mình không kê đâu, mình chả cái quan tâm, chỉ là những nào server ví dụ như server 500 nó combat đúng cùng mực thì nó ra đúng lúc mình làm, hoặc là server 541 nó ra ngay lúc con skin mình thấy đặc biệt thì mình mới đụng tới thôi, chứ còn bình thường mình ít khi mình đụng tới server đặc biệt đó. Đấy, thì cảm ơn một lần nữa, thì chúc anh em đầu tuần vui vẻ, tại video này sẽ đăng vào ngày thứ hai và mấy anh em tận hưởng một cái chuỗi sự kiện sinh nhật One Man Tron Get 2 tuổi, và ngồi ra thì mấy anh em theo dõi fanpage và ngồi ra đăng ký kênh của mình, và mình sẽ cập nhật thông tin sự kiện nè, sự kiện giveaway nè, sự kiện tặng ạc, sự kiện tặng những phần quà cho mấy anh em cộng đồng tham gia trong cái đợt sinh nhật lần này. Ok, chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, và chúc thứ hai đầu tuần đấy vui vẻ.